Yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tập trung cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn thành phố. Có thể nói, đó như là một mệnh lệnh mà Thành ủy Đà Nẵng đã phát ra để thực hiện lúc 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Mệnh lệnh đó tiếp tục tiếp sức cho các mệnh lệnh trước đó của lãnh đạo thành phố đã ban ra ngay từ khi công tác phòng chống nCoV, sau này là COVID-19, được kích hoạt. Đại dịch COVID-19 chưa được đẩy lùi, dập tắt trên toàn cầu. Thế giới đã, đang cùng nhau đẩy lùi đại dịch. Đà Nẵng cùng với cả nước cũng đã, đang và sẽ kiên định, quyết liệt thực hiện trách nhiệm đó. Ngay khi COVID-19 chưa sang biên giới vào nước ta, cả nước đồng lòng chống dịch. Mỗi người Việt Nam chống dịch với tinh thần như một sứ mệnh tự thân đối với quốc gia, dân tộc. Chống dịch như chống giặc mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi trong phạm vi quốc gia mình. Tiếp theo là cùng thế giới chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Yêu cầu là chống dịch corona này như chống giặc, cho nên hệ thống chính trị phải vào cuộc. Đặc biệt các ngành có chức năng. Và 63 tỉnh thành có nước đều phải chung tay vào cuộc. Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng không ngoại lệ. Trong gian khó, đại hòa, người Đà Nẵng khẩn trương nhưng bình tĩnh, vẫn tiên chống giặc COVID-19 cùng với cả nước. Đừng có chủ quan, tập trung rà soát kiểm tra là hết toàn bộ những cái quy trình, những cái sự chuẩn bị của chúng ta, từ con người này, vật tư này, máy móc thiết bị này, phòng ốc này, rồi quy chế này, trình tự thủ tục này, cái khâu giám sát tại các cửa khẩu, thực hiện một quy trình chặt chẽ. Đây là buổi tọa đàm trực tiếp tuyên truyền cho toàn dân thành phố phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra ngay trong sáng ngày 4 Tết Canh Tý tại phim trường Đà Nẵng TV. Tọa đàm nhằm mục đích nhanh chóng phát đi thông điệp khẩn trương phòng chống dịch của thành phố Đà Nẵng, đồng thời tuyên truyền cách thức phòng chống dịch thông qua những khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và các cơ quan quản lý an ninh trật tự xã hội. Chúng tôi thành lập các cái đội ứng phó nhanh về công tác dự phòng cũng như là các ứng phó về điều trị để mà kịp thời trong công tác phối hợp bà con chúng ta là không có nên lo lắng quá và hoang mang. Thì chính cái điều đó cũng là những cái điều bất lợi cho cái việc phối hợp giữa ngành y tế chúng tôi đối với công tác phòng chống dịch. Cùng lúc và tiếp theo là hàng loạt chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, hàng loạt các thông báo khẩn của các cơ quan chức năng, kêu gọi, phát động, yêu cầu và đề nghị toàn dân thành phố cùng phòng chống giặc COVID-19 và những hành động rất kiên quyết của lãnh đạo thành phố. Đây là chuyến bay đưa du khách Hàn Quốc rời sân bay Đà Nẵng về với đất mẹ của họ để phòng dịch bệnh khi mà việc phòng chống COVID-19 đã vào độ căng. Hành động nhanh nhạy nhưng rất lịch sự này của lãnh đạo thành phố là thể hiện quyết tâm bảo vệ tính mạng cho người dân xứ Kim Chi và người dân Đà Nẵng. Quyết định tiễn đoàn du khách Hàn Quốc về nước của thành phố Đà Nẵng là hành động kiên quyết, bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm và có tính vượt trước của chính quyền Đà Nẵng. Vì yên dân, Đà Nẵng chấp nhận dù ai nói ngã nói nghiêng. Vì sự sống của con người, vì sự yên lành cho du khách Hàn Quốc và người dân thành phố trong lúc dịch bệnh, mà Đà Nẵng đã rất lấy làm tiếc vì những ngày qua, quý vị đã không có được chuyến du lịch như dự kiến tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Thành phố chúng tôi rất mong sẽ được đón tiếp quý vị vào thời điểm thích hợp khác, vui vẻ và thuận tiện hơn. Đó là gan ruột của người dân Đà Nẵng mà một người đại diện cho lãnh đạo thành phố đã nói thay. Ở bên Hàn Quốc thì cũng có được tuyên truyền nhưng mà mức độ nguy hiểm đến đây ngày càng được nâng cao lên. Thì tem chọn về Việt Nam thì về Việt Nam sẽ có được quân đội hỗ trợ và phòng bị cách ly 14 ngày. Nó sẽ có lợi cho bản thân em và cũng như gia đình và xã hội thì sau này hơn. Cùng với hành động lịch lãm, tử tế, thì hàng loạt những hành động thể hiện sự chỉn chu, quyết tâm cao cả của hệ thống chính trị thành phố Đà Nẵng cùng vào cuộc phòng chống dịch bệnh. Ngay khi COVID-19 chưa vào nước ta, Đà Nẵng đã họp khẩn cấp triển khai phương án phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố ngay trong những ngày giáp Tết, trong Tết và sau Tết Canh Tý. Song hành với việc chỉ đạo chặt chẽ, xuyên suốt từ cấp thành phố đến tận cơ sở bằng nhiều hình thức, thì thành phố cũng đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh. Và thực tế, cả thành phố chống dịch như chống giặc. Người người, nhà nhà cùng các ban ngành đoàn thể
từng địa phương lên phương án và hành động ngay, chung tay chống dịch. Các khu cách ly gấp rút hình thành để đón người nghi nhiễm. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng hành động gấp rút để có khả năng tự xét nghiệm virus SARS-CoV-2 nhằm chủ động và xử lý kịp thời những tình huống cấp bách, cần thiết trong phòng chống dịch. Và Đà Nẵng đã làm được. Cao hơn nữa, vào ngày 21 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế chuẩn y cho Đà Nẵng quyền được xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19. Suốt trong thời gian khẩn trương chống dịch COVID-19, Đà Nẵng vẫn không một phút lơ là. 7 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào thành phố vẫn đang tiếp tục ngày đêm siết chặt việc kiểm tra dịch tễ để kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ mắc COVID-19. Có thể nói, đó như là hào lũy ngăn chặn, làm tiêu hao dịch COVID-19 ngay từ vòng ngoài mà thành phố Đà Nẵng, một địa phương đã chủ động thành lập từ rất sớm trước khi cách ly toàn xã hội được kích hoạt. Tại các chốt kiểm dịch ngay các cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng, ngày đêm, các chiến sĩ tuyến đầu vẫn căng mình chống dịch trong sự yêu thương, tin tưởng của nhân dân thành phố. Tôi làm mấy người đi nữa là tốt thôi, cho mình cũng cho an toàn cho hành khách đồ mọi việc hết. Đi xe đi lẹ đồ mình tài xế đồ cũng tin tưởng. Tôi thấy riêng về thành phố Đà Nẵng hiện nay kiểm cho về nhiệt kế của trên một chuyến xe khách là thấy rất là đồng tình ủng hộ. Bởi vì dịch nó đã lan tràn vậy thì mình nên làm chặt chẽ hơn để cho đảm bảo được sức khỏe của người dân. Tôi trở lại Đà Nẵng từ Hà Nội. Việc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế tại ga khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn khi đến đây. Tôi thấy đây là việc làm cần thiết trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Hào lũy bên ngoài thì vẫn chắc. Trong thành thì người dân thành phố nghiêm chỉnh tuân thủ chỉ thị của Thủ tướng về cách ly xã hội. Các biện pháp, hành động quyết liệt của Đà Nẵng đều với mục đích ngăn chặn, tiêu diệt dịch bệnh. Điều đó cũng là tiền đề cho Đà Nẵng có một sự an tâm và niềm tin vào công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn riêng mình. Càng quyết liệt thì tin rằng chúng ta càng có sự an tâm. Chính vì vậy, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận ban ngành đoàn thể tiếp tục tập trung cao độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết liệt hơn nữa nhằm kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trên địa bàn thành phố. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm khi để cán bộ nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh, vẫn là mệnh lệnh. Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, nên Đà Nẵng đã, đang và sẽ thực hiện những biện pháp hữu hiệu nhất. Có thể nói, nhờ vào sự quyết liệt mà đến ngày hôm nay, chúng ta càng có sự an tâm trước dịch bệnh. Điều đó được minh chứng bằng những thành công trong điều trị người mắc COVID-19. Và điều đó còn được minh chứng bởi con số mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chỉ đếm trên đầu ngón tay.